bỏ hộp xuống dưới là cho từng bộ phận lên một. Kênh nhé. Nhiều bộ phận phết nhỉ. Xin chào các bạn, đây là sản phẩm máy tiện mini nhá. Máy này dùng để có thể để tiện gỗ và tiện đá. Ok, bây giờ chúng tôi đã lắp xong rồi. Bây giờ thử đo kích thước của nó xem như nào. Đo chiều ngang nào. Chiều ngang là 50 cm. Chiều dọc là bao nhiêu đây? Chiều dọc là tính cả cái đầu quay là 42 cm. Rồi. Máy thì bao gồm có hai bộ phận động cơ. Một là phần tiện, thứ hai là phần máy khoan. Chạy thử xem nó như nào. Phần tiện đây, và đây là máy khoan. Máy khoan có chiết áp. Đây là tất cả những bộ phận đi kèm theo máy, thêm một con dao tiện nữa. Ok, bây giờ tiện thử xem như nào. À, lấy hàng à? Xin ăn đi.